Ý, hồi nãy nói gần đâu có gần đâu. Nãy xuống ở bên nhà thờ là đi cũng một bạn thôi. Ok, thế em với vợ quên mất. Không nghĩ là trên xe mình có một người Việt Nam. Khách khách kia thì không thể đổ được chị ạ. Họ sẽ nghĩ là mình thế này thế kia, đúng không? Muốn an toàn, còn mất tiền người ta thuê xe taxi. Tại sao lại mất người ta giữa chừng như thế? Đúng không? Nên là cũng quen cái kiểu đấy. Không nghĩ là tại đây có một người vừa là Việt Nam mà hướng dẫn như du lịch luôn. Đi đi con xe ạ. Cây số ở đây thì khoảng mười mấy cây ngoài đường quốc lộ.